Xin chào các bạn, mình là Bích Ngọc nè. Thì hôm nay trên tay Ngọc đang là mẫu ốp lưng Spy Game mới dành cho iPad Pro. Thì các bạn hãy cùng với Ngọc trải nghiệm xem ở mẫu ốp lưng này có điều gì đặc biệt không ha. Mẫu ốp lưng này có tên gọi là Torque Armortech, dành cho iPad Pro 11 inch và iPad Pro 12.9 inch với kiểu dáng là hoàn toàn giống nhau. Thì ngay bây giờ Ngọc sẽ mở phiên bản iPad Pro 11 inch. Thì như các bạn có thể thấy, đây là một dạng khay chống sóc với thiết kế rất là hiện đại. Ngọc sẽ mang thử cho iPad của Ngọc. Rất là vừa vặn và chắc chắn, nó được trang bị khả năng chống sóc ở các cạnh để giảm tối đa các tác động khi mình vô tình làm rơi rớt hay va đập. Mặt sau còn được trang bị thanh đứng giúp Ngọc thuận tiện khi để trên bàn làm việc, mình còn có thể điều chỉnh góc nhìn cho phù hợp. Ở cạnh trên thì có một khe hở để mình sạc viết pencil. Đối với mẫu ốp lưng dành cho iPad Pro 11 inch được bán với giá là 690.000 đồng, còn iPad Pro 12.9 inch được bán với giá là 1.150.000. Thì hai sản phẩm này đang được bán tại roshop.vn. Nếu các bạn đang quan tâm thì Ngọc có để phần link sản phẩm ở dưới phần chi tiết của video này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Ngọc. Nhớ like và subscribe cho kênh của Ngọc nha. Tạm biệt tất cả mọi người.